Ngày xưa bà muốn chạy thoát khỏi sự trừng trị của nghiệp là. Là ngày 20. Chủ nhân ngày sinh ngày 20 là anh Phan. Anh ấy là người mà anh Lưu nói rằng là người muốn chạy thoát khỏi sự trừng trị của nghiệp. Từ nụ cười trên khuôn mặt của anh ấy, chúng ta không thể biết được anh ấy đã làm những gì đến mức anh Lưu phải nói không thể trốn được nghiệp báo. Lý do gì anh Lưu lại chắc chắn mà nói ra như vậy? Nếu nó là sự thật thì nghiệp của anh ấy sẽ nặng đến mức nào? Nếu quý vị khán giả nghe câu chuyện của anh ấy xong, có lẽ không còn ai dám chạy trốn sự trừng trị của nghiệp nữa. Anh Phan sinh vào ngày 20, cuộc sống toàn có chuyện rắc rối. Có rất nhiều chuyện, có chuyện để phải suy nghĩ nhiều, có nhiều chuyện phải căng thẳng và có nhiều chuyện rắc rối trong cuộc sống của anh ấy. 20 cộng với tháng 2 là 22. Thì con số 2 này hiện ra tôi mới thích rằng có chuyện giấu kín trong lòng, có chuyện mà anh ấy luôn luôn nhớ, vẫn suy nghĩ đến hiện tại chưa bao giờ quên. Xem đến con số nhà đang ở, ba nghĩa là tình yêu và gia đình. Hai con số 4, người Trung cho rằng nó thể hiện cho cái chết. Tại sao tôi lại nói có vong hồn đang bám theo anh ấy? Vì trong biển số xe của anh ấy, 845, vong oán này bám theo anh ấy để cho anh ấy không thể có cuộc sống yên nhân. Không có cách nào để có được cuộc sống tốt hơn, nên tôi mới viết ở đây là có người chết bám theo. Khi tôi đang viết có một giọng nói bên tai tôi rằng, tạo tội ác gì thì phải nhận quả báo đó, tao chờ. Đến giờ phải hỏi anh Phan rồi, cuộc sống của anh như thế nào? Có giống như lời anh Lưu nói hay không? Có một lần tôi đi làm việc, mới nói da gà đã nổi hết lên rồi. Họ có ở đây không? Tôi có thể cảm nhận được một chút. Tôi đi làm lúc trên đường về nhà tôi đâm vào một người đang đi xe máy. Buổi tối hay buổi sáng? Buổi tối ạ, tôi đụng xe họ, họ bay qua xe tôi luôn. Lúc đấy anh đi với vận tốc bao nhiêu? Hơn 100. Họ từ làn đường bên kia băng qua đường. Tôi đụng xe bọn họ xong mở cửa xe quay đầu nhìn lại. Tôi chết lặng một lúc. Lúc đấy tôi sợ phải đền tội nên lên xe, đóng cửa và bỏ đi luôn. Mang xe đi sửa. Và tôi lén xem tin tức xem họ có chết hay không. Người ở khu gần đây có nói rằng đêm qua có một xe ô tô đâm xe máy, chết và bỏ chạy. Không có ai thấy sự việc này. Không ai biết người nào là người đụng xe. Tôi có xem trên mạng thấy hình ảnh. Người dân quanh đó kể trên báo rằng có một vụ tai nạn chết người, xong bỏ đi luôn không đến xem nạn nhân ra sao. Từ đó tôi cũng không dám theo dõi vụ đó nữa. Sau lần đó tầm 10 năm sau nếu tôi nhớ không nhầm. Giống như cái gì đó bám theo tôi, cuộc sống không được hạnh phúc giống như anh Lưu nói. Anh cảm nhận như thế nào mà nói có người theo mình? Là nhà thầu công trình. Làm việc thì cũng có tiền bạc, giàu có nhưng dần dần cứ thỉnh thoảng xe lại tai nạn xe, cũng không hiểu nữa. Làm cái gì cũng như có cái gì phá mình, dẫn mình vào con đường phải chịu đau đớn.
Nhiều lúc ức chế tôi tự nói một mình rằng, đừng có bám theo tao nữa. Anh nói thầy luôn hả? Vâng, đúng tôi nói như vậy. Cứ tự nhiên đi lúc thì quên đường, lúc thì đi đâm vào giải phân cách. Không nhìn thấy gì hả? Thấy, mà không điều khiển được bản thân, đâm xe đến nỗi hỏng hết cả xe. Thế anh có thường xuyên bị tai nạn không? Nặng thì có 4 lần. Một lần đi tông xe ở Pattaya, một lần đâm vào giải phân cách, xe nát tanh bành nhưng tôi không bị gì nặng. Nhưng mỗi lần tôi lái xe máy, tự nhiên ngã gãy cả vai. Có dấu sẹo không? Giờ cởi áo ra xe thấy xương lệch xuống dưới. Vai bị gãy còn gì nữa không ạ? Phổi tôi bị lỗ thủng. Tự nhiên phổi lại có lỗ thủng. Họ nói tôi bị bệnh lao nhưng tôi lại không hề bị ho một chút nào. Biểu hiện bệnh lao trên cơ thể tôi không hề có, nhưng phổi lại bị rỗ. Thật sự rất khó hiểu, mà bị cái gì đều bị về bên trái. Ngoài những cái đó còn gì nữa? Chân của tôi, chân trái. Nó bị banh ra như thế này luôn. Thấy rõ từng giây gần một. Hả? Sao lại bị vậy? Bị ngã xe, chân bị rách toang ra vậy luôn hả? Vậy anh nghĩ rằng anh bị như vậy là do ngày xưa anh đâm người đi xe máy đó hả? Tôi luôn nghĩ như vậy và tự hỏi họ đã trở thành vong oán của mình rồi hay không? Và tôi muốn hỏi anh Lưu rằng có phải họ không và còn phong tiền kiếp nào nữa không? Họ muốn gì ở tôi? Anh có để ý rằng mỗi lần anh xảy ra chuyện anh đều sử dụng xe máy? Trong biển số xe 845, con số này ứng với con số nhà của chủ nhân này, nên tôi khẳng định có vong người chết bám theo ạ. Anh ấy sử dụng xe này bao nhiêu lần thì đều xảy ra tai nạn, nên vì vậy cái chết đang bám theo anh ấy. Câu nói làm điều gì thì sẽ nhận quả báo đó. Vì vậy mọi lần tai nạn không phải đều liên quan đến xe cộ hay sao? Cái mà về bên trái đỏ có liên quan gì ạ? Người mà anh nói anh đâm phải là xe máy và họ bay ra về phía sau. Vâng đúng ạ. Anh nhớ lại xem phần mà họ rơi xuống là phía nào của anh. Bên trái. Hiện tại anh có thấy vong hồn nào bên anh ấy không? Không thấy, nhưng trong lúc anh ấy đang hỏi tôi rằng phải làm cách nào để giải quyết, có một giọng nói giống như giọng vừa rồi nói tao chờ ấy. Họ nói là tôi không biết anh có biết người chết là ai không, nhưng họ nói rằng cho dù anh biết họ là ai và nơi ở là nơi nào, cho dù anh biết vị trí nhà của họ, tại sao anh lại coi như không biết? Tôi chỉ cần biết họ cần cái gì và muốn tôi làm cái gì để nghiệp này giải quyết một lần cho xong. Việc làm lễ cũng là một cách để giải quyết. Lúc con người chúng ta lúc làm sai gì đó hoặc đâm chết ai đó, chúng ta nghĩ rằng việc làm lễ dâng đồ cúng thì họ sẽ nhận được. Tôi có một câu hỏi. Nếu bây giờ tôi cắt tay của anh rồi tôi nói, tôi sẽ làm lễ cúng cho anh có bằng lòng không? Nó cũng không giải quyết được gì. Chính xác. Cái mà tôi cố gắng làm lễ cúng hàng ngày họ không nhận phải không ạ? Chính xác rồi. Nếu không vậy thì sẽ không có câu, tao, chờ.
Chương trình được dịch và edit thuyết minh bởi LINHTZINH, được phát trên Facebook truyền hình thực tế TM Linh Thái Lan. Mong các bạn ủng hộ kênh Facebook của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.